hôm nay mình xin giới thiệu mọi người về cách lắp máy ép chậm thu đúng hết 200. Thì mình xin giới thiệu sơ qua thì đây là thân máy, đây là bình chứa nguyên liệu, đây là trục ép, đây là ống tiếp nhiên liệu, đây là mũi lưới lọc. Thì đối với thu đúng hết 200 thì gồm có 3 lưới, nhưng máy sẽ đi kèm là một bộ lưới kép. Thì đây là bộ lưới dùng để ép nước hoa quả. Còn đây là bộ ép dùng để làm kem. Cho nên mình sẽ tiến hành lắp máy. Thì đây là bình chứa bã. Khác với tất cả các loại máy ép khác thì Hung Lung H200 bình chứa bã sẽ nằm phía sau máy. Tiếp đến đây là bình chứa nước ép. Thì ở bên chứa nước ép sẽ có 4 rãnh như vậy. 4 rãnh. Chúng ta sẽ đặt cái lưới ép màu cam vào những cái rãnh của trên lưới ép, sẽ vào đúng vị trí của những rãnh trên bình. Tiếp theo đó ta sẽ đặt cái lưới lồng thứ hai vào. Tiếp đến là trục ép. Và tiếp đến chính là bình tiếp nguyên liệu. Thì ống tiếp nguyên liệu sẽ có một nút bấm ở đây. Ở đây giúp chúng ta sẽ khi chúng ta nhấn vào đây thì chúng ta sẽ mở được nắp của bình tiếp nguyên liệu. Tiếp đến chính là ống tiếp nguyên liệu. Thì trên ống tiếp nguyên liệu sẽ có 4G. 1, 2, 3. Và đây là 4. Thì chúng ta sẽ xếp lại so với 4G ở trên bình chứa nước ép. Đặt và theo chiều kim hồ sao cho khớp. Sau đó chúng ta sẽ hướng cái phần chứa bã vào bên trong. Như vậy là sao đã hoàn thành được máy. Chúng ta sẽ test máy. Khi máy đang hoạt động mà chúng ta mở nắp như thế này thì máy sẽ lập tức dừng. Chúng ta sẽ đóng lại thì máy sẽ tiếp tục hoạt động. Máy chạy cực êm không nghe tiếng. Sao?